Bây giờ thì Thanh Điền và Thanh Ngọc xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Ngọc nào, Ngọc là một người sành ăn, vậy thì Ngọc có thích ăn đồ sống không? Nói Ngọc là người sành ăn thì Ngọc không dám nhận, Ngọc chỉ nhận Ngọc là người hay ăn, mê ăn thôi. Ăn nhiều món thôi. Ăn đồ sống hả? Lúc trước Ngọc nghe nói tới đồ sống thì rất là sợ. Tại vì cái thứ nhất là vệ sinh mình sợ không có được an toàn lắm nè. Và cái cảm giác mình ăn mình không có dám nhai, không có dám nuốt. Nhưng mà về sau này có tập được, bây giờ chỉ ăn được cái món cá hồi sống thôi. Mà thậm chí là bây giờ cũng hơi ghiền ghiền cái món đó rồi. Nhiều người trong chúng ta cũng sẽ giống như là Thanh Ngọc, bởi vì thích ăn đồ sống quá nên lướt qua cái cảm giác sợ về cái vấn đề an toàn vệ sinh. Mặc dù là có rất nhiều nguy cơ bệnh tật đến từ những thực phẩm ăn sống hoặc là ăn tái. Và ngày hôm nay thì mời Thanh Ngọc và mời quý vị khán giả, đặc biệt là những ai có sở thích ăn đồ sống, ăn đồ tái, hãy cùng với Thanh Điền gặp gỡ bác sĩ Đào Thị Yến Phi và chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này. Do thói quen, sở thích ăn uống hoặc quan niệm ăn đồ tái chín sẽ bổ hơn, đã có rất nhiều người chọn thực phẩm không được nấu chín để thưởng thức. Tuy nhiên, theo thống kê của các cơ sở y tế, việc ăn thức ăn tái hay còn sống mang lại nhiều mối nguy hiểm, trong đó đáng sợ nhất là những bệnh nhiễm trùng hay nhiễm ký sinh trùng. Trong thời gian qua, chúng ta thấy có rất nhiều ca bệnh bắt nguồn từ việc ăn đồ tái sống. Thưa quý vị, trong chuyên mục Thành phố chuyển động hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi về chủ đề những nguy cơ mắc bệnh khi ăn thực phẩm tái sống. Và xin được giới thiệu cùng với quý vị, khách mời của chúng ta là Thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Thanh Điền và cũng rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình. Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu ngay câu chuyện với một cái chủ đề về an toàn thực phẩm mà rất là nhiều khán giả sẽ quan tâm. Đó là những cái nguy cơ mắc bệnh khi mà chúng ta ăn những thực phẩm tái sống. Có nhiều người quan niệm rằng là khi mà ăn những thực phẩm tái sống thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn bởi vì nó còn giữ đầy đủ chất dinh dưỡng. Thì không biết rằng là cái quan niệm này có đúng không ạ? Thực sự mà nói thì trong dinh dưỡng á, hợp lý có một cái nguyên tắc là chúng ta sẽ ăn thực phẩm càng gần với cái tình trạng thiên nhiên của nó càng tốt. Rồi chúng ta chế biến, tức là chúng ta đem nấu nướng gì đó thì sẽ có một số chất dinh dưỡng bị bay hơi đi. Và một số chất khác có thể là chất độc hại, ví dụ như là những cái chất muội khói lúc chúng ta nướng hay là chúng ta chiên gì đó, nó bám vào và nó sẽ gia tăng cái nguy cơ độc hại. Và cái nguyên tắc mà ăn thực phẩm nhiều sống và tái để mà giữ được nhiều chất dinh dưỡng trong cái món ăn á, là một trong những nguyên tắc quan trọng của dinh dưỡng. Tuy nhiên cái điều này có thể là phải áp dụng một cách rất là thận trọng. Khi chúng ta nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ăn thực phẩm tái và sống thì sẽ tốt hơn thực phẩm chín. Là tại vì trong cái điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo thì đôi khi cái việc ăn sống ăn tái như vậy thì sẽ dẫn đến một số các cái nguy cơ. Nhiều người thì lại truyền tay nhau rằng là người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới, tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới là bởi vì người Nhật hay ăn món sashimi, là cái món cá sống á, rồi những cái hải sản sống. Thì không biết rằng là ăn thực phẩm tái sống thì có làm gia tăng tuổi thọ đúng như tin đồn không ạ? Đúng là người Nhật hiện nay thì có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, nhưng mà chúng ta đừng có quên là bên cạnh những cái thực phẩm mà ăn sống, ví dụ như là tôm, cá hay là hàu gì đó, thì người Nhật vẫn có cái thói quen ăn những thực phẩm muối mặn, ví dụ như là cải muối, vân vân. Tức là cái chế độ ăn của người Nhật vẫn có cái sự cân đối giữa những thực phẩm sống và thực phẩm chế biến, chứ không phải là không. Và cái việc mà gia tăng cái tuổi thọ trung bình của người Nhật thì có lẽ liên quan tới nhiều cái, trong đó những nhà dinh dưỡng học cũng đặt ra cái vấn đề rằng có phải là những người Nhật họ sử dụng những cái loại thực phẩm tươi sống nhiều hơn hay không. Thực chất thì cái điều này chưa được khoa học chứng minh. Lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ rằng là khi mà chúng ta ăn thực phẩm sống hoặc là thực phẩm tái, chế biến tái thôi á, thì nó sẽ có những cái nguy cơ. Những nguy cơ đó là gì ạ? Thường thường có một số các cái nguy cơ liên quan tới cái việc mà chúng ta ăn những thực phẩm có nguồn gốc động vật. Thì cái mà người ta sợ nhất đó là các loại ký sinh trùng. Ký sinh trùng có thể là giun nè, là sán hay là những loại amip. Thì cái điểm đặc biệt là những con ký sinh trùng này á, khi nó sống trong cơ thể của sinh vật thì nó sống dưới hai cái dạng khác nhau. Cái dạng thứ nhất là nguyên cái con sống, và dạng thứ hai nó có thể tồn tại là cái dạng ấu trùng, tức là trứng nó vừa mới nở ra. Thì đa số những cái loại mà cái ấu trùng á, nó có thể tồn tại trong ruột nhưng mà nó cũng đồng thời có thể tồn tại trong thịt, trong tức là khối cơ của con động vật đó, đặc biệt là với những cái loại hải sản. Và cái loại ấu trùng này khi mà chúng ta ăn vào á, nó sẽ xâm nhập thẳng từ ruột vào trong máu, rồi từ máu nó sẽ đi đến các cái mô của cơ thể mình. Thì cái mô người ta sợ nhất đó là các cái mô tạng, tức là như là gan nè, phổi nè, não vân vân. Và con ấu trùng này khi mà nó vô trong cái mô
mô đó nó vô thì được, mà nó ra không được. Và nó sẽ mắc lại trong đó và nó hình thành một cái kén. Cái kén đó nó có thể phát triển thành áp xe, nó có thể phát triển thành một cái kén cứng. Và nếu như mà đừng tưởng tượng coi, nếu như cái kén nó nằm ở một cái cơ quan rất là trọng yếu, ví dụ như não chẳng hạn, thì sẽ xuất hiện một cái triệu chứng y chang như là u não vậy. Và như vậy thì cái tính mạng của chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Đó là người ta sợ nhất. Ngoài ra còn một số các nguy cơ khác như là dị ứng, hoặc là các cái nguy cơ về nhiễm bẩn hoặc là nhiễm các cái độc chất. Nghe thấy sợ quá. Nhưng mà những người mà nhiễm ký sinh trùng như vậy thì cái biểu hiện sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Nó sẽ tùy vô chuyện là cái ấu trùng nó nằm ở cái chỗ nào. Trong đa số trường hợp khi mà chúng ta ăn một cái thực phẩm gì vô á, thì khi nó qua dạ dày thì về nguyên tắc á, là nó sẽ bị axit dạ dày tiêu hủy đi, ngay cả các cái trứng ấu trùng. Nhưng mà nếu như mà nó ở cái dạng bào nang, tức là nó có một cái lớp vỏ dày bên ngoài á, thì những cái loại ấu trùng này không bị tiêu hủy và xuống tới ruột. Thì lúc đó thì nếu như mà nó nở ra con giun hay là con sáng nhưng mà nằm trong ruột á, thì mình cũng chỉ có triệu chứng của một cái tình trạng nhiễm ký sinh trùng ở đường ruột thôi, tức là đau bụng nè, ăn hoài mà không thấy lớn nè, dạ, tại giun sáng ăn hết rồi, hoặc là các cái triệu chứng như là dễ buồn ói, bị tiêu chảy và táo bón, ký sinh trùng lạc chỗ ở phổi thì mình sẽ ho nè, khạc đàm nè, sốt y chang như bị lao vậy đó, hay là bị viêm phổi vậy, nhưng mà thật sự nó là một cái tình trạng kén ở trong phổi do ấu trùng. Nếu như mà cái ký sinh trùng lạc chỗ nó nằm ở não thì triệu chứng sẽ là các triệu chứng của một cái u não, tức là sẽ có nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, các cái triệu chứng về hoa mắt hoặc là rối loạn về tầm nhìn, thậm chí rối loạn về suy nghĩ và rối loạn giấc ngủ nữa. Các cái triệu chứng khác liên quan tới gan thì sẽ có đau bụng, sốt và các triệu chứng của áp xe như là gan cái vùng hạ sườn phải nó to lên, và các triệu chứng khi siêu âm thấy giống như là một cái áp xe gan vậy. Nhưng mà với những người mà lỡ đam mê đồ sống rồi và mắc phải những cái triệu chứng như vậy, chắc là cũng khá nhiều khán giả đang lo lắng là thì mình phải xử lý ngay như thế nào? Đa số các trường hợp chúng ta chỉ cần uống thuốc điều trị ký sinh trùng như là các cái loại thuốc sử dụng đó. Tuy nhiên tùy theo cái loại ký sinh trùng khác nhau, có những loại uống rất đơn giản, có một viên một thôi là coi như xong hết. Nhưng mà có những cái loại uống liên tục trong vòng 21 ngày, sáng uống chiều uống, và uống xong là người coi như là te tua, không khác gì là sau một cái trận ốm rất là nặng. Dạ, đó là cách xử lý khi mà chúng ta bị nhiễm ký sinh trùng. Còn khi mà chúng ta bị dị ứng thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Là sau khi chúng ta ăn xong tự nhiên cái thấy ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khắp người, một số người bị phù có thể là phù kín cả mắt luôn á, hoặc là lên những cái cục u ở vùng trán, ở vùng mặt, hoặc là một số người khác thì có thể là bị tróc da ở tay chân, nứt nẻ vân vân, tức là triệu chứng tương đối là đa dạng. Tuy nhiên với những cái trường hợp dị ứng như thế này thì chúng ta có thể điều trị ngay lập tức bằng các loại thuốc kháng dị ứng và những cái loại steroid hoặc corticoid. Ta cũng không thể phủ nhận là những đồ ăn sống hoặc là chế biến tái thì nó có một hương vị rất là ngon, ngọt, hấp dẫn. Vậy thì làm sao để mà chúng ta có thể ăn đồ sống một cách an toàn nhất? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về vấn đề này. Thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì chúng ta đều có thể ăn sống. Về nguyên tắc chúng ta đều có thể ăn sống đúng không ạ? Không phải đâu Điền. Có một số thực phẩm có nguồn gốc từ động vật thì có thể ăn sống và một số thì không nên ăn sống. Phi nói ví dụ như là các thực phẩm mà có nguồn gốc từ hải sản thì đa số người ta có thể ăn sống dễ hơn. Còn những cái loại thực phẩm mà có nguồn gốc từ các cái loại da cầm hoặc là da súc, tức là những cái loại mà có bốn chân hay hai chân gì đó, thì những cái loại này thì đa số chúng ta không nên ăn sống, là bởi vì cái nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng, nhiễm amip từ những cái loại động vật này thì nó nhiều hơn. Và cái điểm đặc biệt nữa là những cái loại hải sản mà chúng ta ăn sống thì đa số là được nuôi từ thiên nhiên, lấy từ thiên nhiên, tự nhiên, không có phải là nuôi. Như vậy thì sẽ không có sự can thiệp của những cái hóa chất được sử dụng cho cái kích thích tăng trưởng nè, hoặc là những cái chất kháng sinh sử dụng giống như là những cái loại gia súc hay gia cầm mà được nuôi. Do đó những cái loại thực phẩm ăn sống thì nó cũng có một số giới hạn thôi, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà người ta vẫn ăn thịt bò sống, ta vẫn ăn gỏi vịt, nó hơi tái tái một chút đúng không ạ? Khi mà mua những cái thực phẩm từ thịt mà để chế biến những món ăn sống hoặc những món ăn tái thì có nguyên tắc lựa chọn nào không ạ? Cái nguyên tắc là ngay cả những cái nhà sản xuất, đó là những cái nơi mà cung cấp những cái nguyên liệu dùng cho cái bữa ăn hàng ngày của mình, thì người ta cũng đã phân định rất là rõ loại thịt nào dùng để ăn sống, loại thịt nào ăn tái và loại thịt nào phải nấu chín. Điền có bao giờ nghe nói tới cái món cá ngừ ăn sống với lại mù tạt chưa ạ? Cá ngừ đại dương. Yến Phi đã có lần được tham gia vào một cái chuyến tham quan nhìn trực tiếp
người ta làm cái cá ngừ như thế nào. Điền biết là khi người ta câu được con cá ngừ lên khỏi biển là người ta không có bỏ nó lên sàn đâu, nó đang sống, nó đang quẩy đùng 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 gì đó, người ta phải treo nó lên vút ở đằng xa kia kìa, để làm chi, để cái những cái nhát đập, những cái nhát quẩy của nó không dập cái cơ của nó. Và người ta dùng điện người ta chích cho nó chết ngay khi nó còn đang ở trên lưới. Sau khi mà con cá nó chết hẳn xong, người ta đưa vào trong kho lạnh ngay lập tức, và cái nhiệt độ nó có thể thay đổi từ nhiệt độ thường xuống -20 độ trong vòng chỉ có 1 phút thôi. Và như vậy thì con cá được bảo quản rất là tốt, và con cá đó mới được sử dụng để làm cá ngừ ăn sống, chứ không phải bất kỳ loại cá ngừ nào câu lên rồi để cho nó chết rồi nó còn tươi tươi rồi cho vào hầm đá thì không đủ tiêu chuẩn. Khi mà chúng ta tự đông lạnh thực phẩm ở nhà thì có nên chế biến để ăn sống hoặc ăn tái không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì cái quy trình như là Phi nói đó, thì cái nhiệt độ mà người ta bảo quản thực phẩm mà đông lạnh mà có thể ăn sống được thì là ngay lập tức từ con cá sống mà chuyển thành cái nhiệt độ -20 độ C. Như vậy thì chắc chắn là tại gia đình chúng ta không làm được, và đa số chúng ta sẽ không mua được cái nguồn nguyên liệu đúng tiêu chuẩn. Cho nên các cái thực phẩm mà đông lạnh có thể dùng để ăn sống thì đa số phải là cái thực phẩm dùng để ăn sống và được bảo quản liên tục từ cái lúc xuất xưởng cho đến khi mà chúng ta sử dụng ăn sống ngay. Chứ còn các cái loại thực phẩm mà chúng ta mua bên ngoài và đông lạnh xong thì chắc chắn phải nấu chín trước khi mà chúng ta ăn. Dạ. Như vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái cách bảo quản thực phẩm dùng để chế biến những món ăn sống hoặc là ăn tái không? Những cái loại hải sản mà ăn sống ăn tái thì phải được nuôi trong cái môi trường gọi là vô trùng, không có thuốc cũng như là không có các cái điều kiện nhiễm trùng. Và nếu chúng ta ăn sống mà ngay lập tức là con vật vừa mới chết, và chúng ta có thể lọc ngay cái phần mà đảm bảo vô trùng mà chúng ta ăn sống, thì trong những trường hợp đó thì chúng ta không có bảo quản. Còn nếu như mà chúng ta bảo quản đã mua các cái loại nguyên liệu mà đã được đông lạnh rồi thì chúng ta phải đảm bảo cái nhiệt độ của nó là nhiệt độ ở tủ đông đá, không phải là tủ lạnh nha. Tủ lạnh của mình á, cái ngăn đá của mình là khoảng chừng là -5 độ thôi, từ 5 độ tới 0 độ. Trong khi cái tủ mà đông đá thì Điền thấy đó, ở nước ngoài người ta có hai cái tủ đông đá nhiệt độ nó sẽ là -20 độ, sau đó chúng ta mới chuyển vào cái tủ lạnh để nó giảm dần xuống dưới 0 độ, nó đã đông. Thì như vậy là phải đảm bảo là cái nhiệt độ bảo quản phải là -20 độ liên tục cho tới khi chúng ta đã đông và ăn, trong vòng 6 giờ sau khi từ lúc lôi ra khỏi cái tủ đông đá. Chắc chắn rằng là có nhiều khán giả sẽ từ bỏ cái thói quen, cái sở thích của mình sau cái câu chuyện ngày hôm nay, nhưng mà cũng sẽ có một phần lớn các khán giả vẫn kiên quyết giữ cái thói quen và cái sở thích của mình. Với những khán giả như vậy thì không biết là bác sĩ có một cái lời khuyên nào đó tóm tắt lại tất cả những gì chúng ta chia sẻ để mọi người an toàn khi mà sử dụng những thực phẩm sống không ạ? Chúng ta nên chọn những cái nơi mà chúng ta có thể mua được cái nguyên liệu ăn sống đúng tiêu chuẩn, và sau đó thì trong quá trình chế biến và sử dụng thì chúng ta cũng đảm bảo cái tiêu chuẩn đó, tức là phải rã đông và ăn ngay, cũng như là đi kèm với lại các cái nguyên liệu, ví dụ như là mùi tạt cay hay là những cái loại chanh gì đó rất là đậm đặc để mà đảm bảo là diệt trùng trước khi mà chúng ta ăn. Và với những cái loại thực phẩm sống này thì có lẽ là chúng ta cũng không nên ăn thường xuyên quá, là bởi vì khi mà chúng ta ăn như vậy thì sẽ kích hoạt hoạt động của cơ thể mình, tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn, rồi cái cơ chế chuyển hóa phải nhiều hơn, và như vậy thì trung bình nó là một tuần chúng ta ăn một lần là thôi, quá sức là không nhiều hơn. Còn nếu như trong cái điều kiện mà chúng ta không thể nào tìm được cái nguồn nguyên liệu thì có lẽ là cố gắng từ giã cái thói quen này vẫn là tốt hơn. Thưa quý vị, ăn uống là sở thích và cái quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Tuy nhiên khi mà ăn thực phẩm sống và tái thì xin quý vị hãy lưu ý rằng luôn có những nguy cơ tiềm ẩn, nhẹ thì không sao, nhưng nếu nặng thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Và hy vọng rằng là sau buổi trò chuyện với bác sĩ Đào Thị Yến Phi ngày hôm nay thì quý vị sẽ lựa chọn cho mình một cách ăn uống an toàn và phù hợp với gia đình, với bản thân mình nhất. Xin được cảm ơn bác sĩ Yến Phi với những chia sẻ rất là hữu ích của câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào Thanh Điền và rất mong sẽ có dịp gặp lại quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay.